Chào các con, hôm nay cô và các con cùng nhau bước vào chủ đề 13, vẽ đồng hồ treo tường. Nội dung bài học hôm nay gồm có các phần: một nhỏ, tìm hiểu các công cụ vẽ; phần số 2, tìm hiểu các bước vẽ đồng hồ; và nội dung số 3 là nội dung thực hành vẽ đồng hồ. Nào, bây giờ cô và các con cùng nhau tìm hiểu nội dung số 1, tìm hiểu các công cụ vẽ. Để thực hiện vẽ đồng hồ, các con sẽ sử dụng công cụ vẽ hình thoi, công cụ vẽ hình bầu dục, công cụ nhập văn bản, công cụ tô màu, công cụ tẩy xóa khi các con cần, khung chọn hình chữ nhật, và các con sẽ chọn chế độ trong suốt. Cuối cùng là các con sẽ chọn màu. Cô và các con cùng nhau tìm hiểu nội dung số 2. Tìm hiểu các bước vẽ đồng hồ. Yêu cầu như sau. Các hình dưới đây thể hiện các bước vẽ đồng hồ treo tường. Nhiệm vụ của các con sẽ sắp xếp lại theo thứ tự các bước bằng cách các con sẽ ghi số vào ô tròn. Thời gian chuẩn bị làm câu hỏi này là 5 giây bắt đầu. Nào, bây giờ các con cùng cô kiểm tra lại các bước xem mình đã sắp xếp theo đúng thứ tự các bước để vẽ đồng hồ chưa nhé. Đầu tiên, bước số 1, các con sẽ thực hiện vẽ hai hình tròn lồng vào nhau. Bước số 2, các con sẽ thực hiện vẽ hai đường thẳng để cố định tâm của đồng hồ. Bước số 3, các con sẽ thực hiện vẽ kim giờ và kim phút. Đồng thời, các con sẽ thực hiện nhập từ số 1 đến số 12. Bước số 4, các con sẽ thực hiện tô màu, ráp kim giờ, kim phút và các số như là số 3, số 6, số 9 và số 12 vào đồng hồ. Bước số 5, các con sẽ thực hiện ráp các số còn lại để hoàn thành đồng hồ. Bước số 6, các con sẽ thực hiện mở hình term and series từ máy tính của các con. Bước số 7, các con sẽ thực hiện chèn hình term and series vào bài làm của mình. Và bước số 8, các con sẽ thực hiện di chuyển hình term and series vào vị trí của đồng hồ. Nào, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đến với nội dung số 3, đó là nội dung thực hành. Cô có hình bên cạnh là hình đồng hồ mẫu. Các con sẽ lần lượt thực hành các bước như sau để hoàn thành hình vẽ đồng hồ treo tường. Đầu tiên, các con sẽ thực hiện vẽ một hình tròn lớn và một hình tròn nhỏ hơn, lồng hai hình vào nhau. Tiếp theo, các con sẽ thực hiện vẽ hai đường thẳng vuông góc để định tâm. Bước số 3, các con sẽ thực hiện vẽ kim giờ, kim phút, gõ số từ 1 đến 12. Bước số 4, các con sẽ thực hiện tô màu. Bước số 5, các con sẽ ráp kim giờ, kim phút, ráp số lên mặt đồng hồ. Bước số 6, các con sẽ mở tệp tinh hình, chọn và sao chép hình cần trang trí cho đồng hồ. Bước số 8, các con sẽ dán và ráp hình này vào đồng hồ. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện trên máy tính. Các con sẽ thực hiện khởi động phần mềm vẽ Paint. Bước số 1, các con sẽ chọn màu là màu xanh lá cây. Chọn công cụ vẽ hình bầu dục. Để thực hiện vẽ hình tròn, một tay các con ấn giữ phím Shift trên bàn phím, một tay các con thực hiện kéo rê chuột. Như vậy, cô vừa vẽ được hình tròn số 1. Tiếp theo, cô sẽ thực hiện vẽ hình tròn số 2. Cô sẽ chọn màu là màu đỏ. Một tay cô ấn giữ phím Shift và một tay cô kéo rê chuột. Sau khi các con vẽ xong hình tròn số 2, thì các con sẽ thực hiện di chuyển hình. Như vậy, cô vừa hoàn thành bước số 1, đó là vẽ hai hình tròn lồng vào nhau. Bước số 2, cô sẽ thực hiện vẽ hai đường thẳng vuông góc để định tâm của hình tròn. Cô chọn công cụ vẽ đường thẳng. Một tay cô ấn giữ phím Shift. Vẽ đường thẳng số 2.
sau khi cô đã định được tâm của hình tròn. Bước tiếp theo, cô sẽ thực hiện xóa. Cô chọn công cụ Eraser để phóng to cục tẩy, thì các con sẽ ấn tổ hợp phím, đó là phím Ctrl và dấu cộng. Sau khi phóng to cục tẩy, các con sẽ thực hiện xóa. Bước tiếp theo, cô sẽ thực hiện vẽ kim giờ và kim phút. Cô chọn công cụ vẽ hình thoi. Kim phút của cô sẽ là màu đỏ. Và cô chọn tô màu. Tiếp theo, cô sẽ thực hiện vẽ kim giờ. Kim giờ sẽ ngắn hơn. Và cô thực hiện chọn tô màu là màu xanh. Các con sẽ sử dụng công cụ nhập văn bản. Cô sẽ thực hiện chọn phông chữ là phông chữ Arial. Các con sẽ kéo và tìm phông chữ có tên là Arial. Kích thước thì các con sẽ tùy chọn. Ở đây cô sẽ chọn kích thước của chữ, đó là 26. Và cô sẽ nhập các số từ 1 đến 12. Sau khi nhập xong các số, cô sẽ thực hiện in nghiêng số bằng cách là cô sẽ tô đen, chọn in nghiêng. Như vậy, vừa rồi cô vừa hoàn thành đến bước số 3, đó là cô sẽ thực hiện vẽ kim giờ, kim phút và nhập các số từ 1 đến 12. Bước số 4, các con sẽ lần lượt ráp kim giờ và kim phút. Để thực hiện ráp kim giờ và kim phút, các con sẽ chọn khung chọn hình chữ nhật. Các con chọn chế độ trong suốt. Vẽ khung chọn hình chữ nhật xung quanh kim phút. Và các con thực hiện di chuyển vào đồng hồ. Tiếp tục, cô thực hiện di chuyển kim giờ. Tiếp theo, cô sẽ lần lượt di chuyển số 12, số 3, số 6 và tiếp theo là số 9. Sau đó, cô sẽ thực hiện tô màu cho đồng hồ. Cô chọn biểu tượng tô màu. Chọn màu vàng. Tiếp theo chọn màu xanh dương để thực hiện tô màu viền. Như vậy, vừa rồi cô vừa hoàn thành bước số 4, đó là thực hiện ráp kim giờ, kim phút số 3, số 6, số 9 và số 12. Tiếp theo, bước số 5, các con sẽ thực hiện lần lượt di chuyển các số còn lại vào đồng hồ. Cô sẽ chọn khung chọn hình chữ nhật và chọn số 1 để thực hiện ráp vào đồng hồ. Tiếp theo, các con di chuyển số 2, số 4, số 5, số 7, số 8, số 10 và cuối cùng là số 11. Như vậy, vừa rồi cô vừa hoàn thành bước số 5, đó là thực hiện ráp các số còn lại vào đồng hồ. Bước số 6, các con sẽ thực hiện mở một tệp tin hình tôm và Jerry trên máy tính của mình. Các con nhấp chọn Bash, chọn Background. Xuất hiện hộp thoại, các con sẽ chọn nơi mà các con đã lưu hình Tom and Jerry. Nay cô nhấp chọn hình Tom and Jerry và nhấp lệnh Open. Bước tiếp theo, cô sẽ thực hiện chọn khung chọn hình chữ nhật, chọn chế độ trong suốt và cô sẽ vẽ khung chọn hình chữ nhật xung quanh hình Tom and Jerry. Các con sẽ thực hiện di chuyển hình Tom and Jerry vào đồng hồ. Trước khi các con thực hiện di chuyển, các con sẽ thu nhỏ hình Tom and Jerry bằng cách là các con di chuyển chuột vào vị trí các ô vuông. Lúc này chuột của các con sẽ xuất hiện mũi tên hai chiều, thì các con sẽ kéo để thực hiện thu nhỏ hình và các con di chuyển hình vào đồng hồ. Như vậy, vừa rồi cô vừa hướng dẫn các con thực hiện vẽ đồng hồ treo tường. Sau khi các con hoàn thành bài vẽ, các con sẽ thực hiện lưu bài bằng cách là các con vào thẻ lệnh File, chọn lệnh Save
xuất hiện hộp thoại Shared, các con sẽ chọn nơi lưu. Ví dụ ở đây cô chọn nơi lưu là Desktop, cô sẽ chọn Desktop. Tại File Name, các con sẽ thực hiện đặt tên bài làm của mình vào. Ví dụ ở đây cô thực hiện đặt tên là Đồng hồ treo tường. Hoàn tất, các con ấn lệnh Save để thực hiện lưu. Qua phần cô hướng dẫn các con thực hành trên máy tính, thì các con sẽ tự trang trí đồng hồ treo tường với màu sắc và bố cục hình khác nhau. Qua đó, các con sẽ thực hiện giới thiệu sản phẩm của mình cho mọi người cùng xem. Và đây là một số mẫu tham khảo về đồng hồ treo tường. Cô và các con cùng nhau tìm hiểu phần em có biết. Để có một hình đối xứng mẫu, em có thể sao chép hình mẫu thành một hình mới, sau đó tiến hành lật hình. Chọn hình vừa sao chép, em chọn tiếp lệnh, đó là lệnh Rotate trong nhóm mềm may. Để thực hiện lật dọc hình, thì các con sẽ chọn hình có biểu tượng như sau. Và có tên là Flip Vertical. Lật ngang, các con sẽ chọn hình có biểu tượng như sau. Và tên tiếng Anh là Flip Horizontal. Qua bài học hôm nay, các con sẽ xem lại các thao tác vẽ đồng hồ treo tường. Sau đó, các con sẽ thực hành sáng tạo theo cách của mình. Các con thực hiện đọc và xem trước bài chủ đề 14, vẽ căn phòng, nằm ở trang số 60. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở tiết học sau nhé.